Rồi, xin chào tất cả anh em trên toàn quốc. Bên em là Quyết Bắc Giang nha, chuyên động cơ xe máy. Đấy, bên em phụ tùng 3-4 bánh nha. Thì bên em thì cung cấp tất cả đầu máy mới máy cũ nha, bên em đều có nha. Thì bên em là Quyết Bắc Giang, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em kia chưa. Thì em giới thiệu một chút nha, anh em là chưa biết đến kênh của bên em ấy, thì đăng ký mới thì anh em nhớ đăng ký kênh, cho kênh một nút like nhé. Em tên là Quyết, em Bắc Giang, chuyên phân phối cái dòng máy này. Thì anh em nào chưa xem thì em nói sơ qua một chút để anh em nắm được nhé. Thì nó đây nó là Honda sản xuất tại Trung Quốc, nó như Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc ấy. Thì bên họ sẽ lắp một con Sway, còn bên mình sẽ lắp Way Dim được hết anh em nhé. Con này dòng này dòng Honda 100 đấy, có ống hơi nhá. Đấy rồi, thì đầu tiên mà em sẽ giới thiệu và em báo giá từng con một, các bác là ưng ok thì các bác liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhá, Quyết 0364011683, Quyết Bắc Giang nhá. Đây, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh em là con 034 nhá. Rồi thì cái đây hàng Honda này anh em này, nhìn cái chữ Honda người ta sơn rất chi là đây, dòng Honda xịn, như Honda nhái thì không ngờ có cái chuyện là ấy như này được. Đấy, đây là đây. Thì con này thì nó toàn hàng zin cả thôi, nhưng mà họ phá rỡ xe, họ cắt cái dây điện nó hơi cụt một chút. Đấy, con 034 này. Đây. Đấy, con này hơi gãy cái cánh tản nhiệt thôi. Đấy, các bác nhìn nó là toàn đồ zin hết nhá các bác nhá. Đấy. Zin đầu bò zin, hơi zin. Đấy, cả vách máy nữa. 034. Đấy, tất cả đều zin hết các bác nhá. Thì con này thì bên em giờ là bán 3,5 triệu một con nha các bác nhá. 3,5 triệu là bao cả ship rồi các bác nhá. Đấy, bao cả ship nha các bác nhá. Phụ kiện. Thì còn phụ kiện nó bao gồm theo là chế hòa khí zin này, cần đạp phần số đây. Rồi quay tiếp. Rồi tiếp theo sẽ là con Honda 033. Đấy, con này thì nhông nó hơi mòn rồi. Đây. Cũng tàn hàng zin này, em bán đồng giá 3,5 triệu một con. Đấy, quay ok. Đây các bác nhìn này, và thì các bác thay cái lốc bên điện này, và bên điện không phải thay, bác thay lốc bên dầu cái là anh em có thể là sử dụng cho con xe của mình là ok luôn. Quay vệ sinh qua chút thôi, còn các bác nào chở hàng thì thế là lắp vào là chạy thôi, chả vấn đề. Đấy, hơi là Honda hơi 97 nhé, 033. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu con 032. Đây, con 032 này. Con này nhung nó hơi đẹp, được đẹp một chút. Đấy. Đấy, cả đầu bò rồi. Con này thì em để rẻ một chút nhá. Con này em lấy 3,3 triệu bao ship cho các bác. Cái hơn cái cánh tản nhiệt nó hơi gãy một chút thôi. Mà nó khi các bác lắp lên xe nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Cái này lúc khâu vận chuyển, em vận chuyển đến bên Trung Quốc về nó hơi gãy một chút thôi. Đấy. Đây, sao kỹ đây. Đồ zin. Đấy. Là hàng zin các bác nhá. HZ 032. Đây là con 031 đây. Đấy, các bác cảm thấy ưng được con nào thì alo trực tiếp cho em là được không? 0364 nhá, 011683. Các bác chút bớt chút thời gian tí bác đăng ký kênh nhá. Thì sau video là hay các bác có thể xem qua được. Rồi, con này là con 031, con 031 này. Con này thì em lấy 3,2 triệu bao ship nha các bác nhá. Và nếu mà cái ấy các bác thay cái đầu của tháo xe, các bác tháo xe sang là được. Đấy. 031 con này em lấy 3,2 triệu nha các bác nhá. Đấy. Đây. Cái hàng của nó, hàng Honda thì nó sẽ hơi, nó sẽ in chữ là HZ 2. Đấy, và cái ký hiệu của nó ở đây. Đây là dòng của tàu của bên họ nhá. Đấy, 031 nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là con 028 này. Con 028. Đây. Và nói chung là hàng này chưa bị bổ đâu anh em nhá. Đấy, đầu bò nó biết là vẫn còn nguyên bản, đầu bò mới hơi nguyên bản đấy các bác nhá. Đấy, em quay qua từng con, quay chi tiết đến từng góc cạnh một. Đấy, các bác là ok, cảm thấy ok rồi thì các bác cứ đặt hàng bên em. 028. Đây, con 028 nhá. Đấy, ngửa lên cho. Đấy, em quay chi tiết lại bác đặt thì các bác cứ báo được trực tiếp cho em là ui tôi mua con 028 nhá. Đấy, hay là con 030, bác cứ chốt con nào được con đấy luôn. Đấy.
Con nào đẹp thì các bác thích, con nào về thì bác mua con đó ở quay. Này về vệ sinh rất là sạch. Hàng này thì em gọi vệ sinh, họ bên họ vệ sinh qua thôi. Chứ còn về các bác gọi sinh một chút là được thôi. Những con máy là nó còn đẹp ấy, ví dụ như con này bên họ thì nó cái con này nó cũng kiểu như tháo xe ăn cắp nên là nó cũng gõ mất cái số máy. Chữ nó cũng không ấy được. Chứ không phải, đặc biệt không phải đề hàng Việt Nam đâu nha các bác nha. Đây. Con này là con 035. 035 nha các bác nha. Đấy 035. Máy nó cũng rất chi là đẹp rồi. Đấy. Thì cánh tản nhiệt nữa. Đấy, con này nó bị gãy mất một hai cánh tản nhiệt thì em để 3,3 triệu một con nhá. Đấy, 3,3 triệu bao ship. Đây. Cái này nó hơi cái da dầu chắc răng nó bị bục phớt chứ không. Chứ còn máy đều zin hết các bác nhá. Zin chưa bổ máy đâu. Đấy. Zin chưa bổ máy nhá, cục đề vẫn sáng nhá. 035. 035. Con này là con 035 nha các bác nhá. Rồi. Tiếp theo con này là con số 1 nha các bác nhá. Đấy không, con số 1 này thì con này nó cũng hơi gãy một chút, con này 3,6 triệu vào ship này. Dây điện dây đóm nó còn dài nhá, 3,6 triệu nha các bác nhá. Đấy. Nhưng con này chắc nó đi thời gian về các bác bỏ ra bác vệ sinh nhé. Tất cả là hàng từ trên xe tháo xuống nhá. Đấy nên là nó không phải là ấy đâu. Đấy. Con số 1 nhá. Honda. Và các bác chỉ cần vệ sinh qua là ok thôi. Số 1. Tiếp theo là con số 9 nha các bác nha. Con số 6. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày 14 tháng 9 nha các bác nha. Ngày 14 tháng 9. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ đến các bác đọc ngày 14 tháng 9 nhá. Con này con số mấy? Con số 6 à? Con số 6 này thì bên em mà bán 3,6 triệu nha các bác nha. Cái lô trước con này nó hơi kém một chút, em bán 4 triệu nhưng mà. Đấy, còn cái dòng chữ Honda này các bác nhìn nó sắc nét rồi mà bên Trung Quốc nó làm nó cũng rất chi là chuẩn nhá. Hàng chính hãng mà. Đấy, rồi quay một cái. Đây. Đây là cái con nào mà tháo xe là họ vẫn đang chạy nha các bác nhé. Để đục mất cái số khung mới đi này, à số máy đi ấy, là con chạy rất chuyên ngon. Bên mình như bên họ thôi, bên họ cũng ăn cắp ăn trộm đầy mà. Được cái là nó cũng phá luôn, nó bán sắt vụn ngay. Đấy. Nên là các bác nào mua thì cứ mua được con như này là ok nhất này. Đấy. Con này là ký hiệu đồ lòng đồ bò. Đấy. Hàng vẫn chuẩn nha các bác nha. Rồi con 011 tiếp theo, con này thì là 3,5 triệu bao ship nha. Con này không có ống hơi này. Con này không ống hơi nhá. Con này nhanh tay đặt con này không ống hơi được thì ngon này. Máy zin không ống hơi. Rồi quay xa chút. Đây đầu bò nha các bác nhé, đầu bò răng đen này. Đấy, con này cũng đẹp tuyệt vời luôn này. Đấy. Đấy, rất chia sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. 011. Bên em nhập về cái hàng này nó rất chi nhiều nhá. Lô này nó còn vài con. Trước em nhập về 100 con, giờ còn có độ hơn 10 con. Đấy, các bác nào mua thì mà sử dụng rất chi là tốt nhá. Cái số của nó Honda các bác biết đấy, nó vẫn còn rất chi là ngon nên là sử dụng. Con này là 036 nha các bác nhé. Cái tài là hơi gãy. Đấy, cái lốc hơi xước một chút thôi. Và các bác đánh nhám các bác sơn lại cái là được thôi. Đấy, còn để lâu trong kho cái dầu nọ nó chảy sang kia nó dây một chút thì nó hơi bẩn. Đấy, con này là 036. Quen. Cái lốc nó hơi xước này. Tuy rằng về các bác thay một chút cái răng này. Cái răng trục này. Răng trục này. Đấy. Còn tất cả là hàng nguyên bản hết. Đấy, vẫn còn nguyên răng của nó nha các bác nhé. Đó, thì nó ok. Không 36. Gãy cánh. Con này nó hơi gãy cánh một chút nha các bác nhé. Con này thì các bác cứ bảo 036 bên em kiểm tra lại cho. Nếu các bác còn mua được con nào cái bên em sẽ bớt giá nhiệt tình để anh em mua được nhé. Còn con đây là con 010 nhé. À con bao nhiêu? 010 Honda 010. Đấy, con này là dòng Honda nên là côn 2
có chỉnh con ốc là con hai lùi nha các bác nhá. Quay vòng đấy. Và các bác cố gắng thay được cái dòng chụp máy là ok đấy. Cái hơi nó vẫn là hát gì đấy, hơi hát gì nha các bác nhá. Em để ý thì nay em mới xem qua một chút. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu con này là con 06 à, 06 đây. Con này có chữ Honda nhưng mà nó có dòng chữ tàu dưới nhá. Về thay lốc. Con này về các bác thay cái lốc Honda của mình vào là ok luôn, không phải chỉnh sửa gì cả. Rồi quay một vòng. Này trông nó vẫn còn khá mới. Cái này con tải nhiệt lúc vận chuyển hơi bị gãy một chút này. Nó hơi bị gãy chút, các bác xem mà ok được thì bên em bớt chút tí ti thì còn đấy, hàng đầu ốc vẫn rất chi là ngon đấy các bác nhá. Đấy. Bên này lúc bên này nó không có chữ này các bác nhá. Không có chữ. Đấy. Con này nó rất chi đẹp rồi. Con này là HC2 à. Đấy, đầu hơi 27, nó vẫn là dòng của Honda thôi. Rồi các bác xem kênh, các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Đấy thì em giới thiệu 12 mấy con máy rồi. Đấy các bác có nhu cầu alo trực tiếp cho bên em nhá. Rồi chào tất cả các bác.